Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và sáng nay thì bên Anna Free Fire đã mở thêm một sự kiện nữa, đó là gói nhà thơ trở lại. Đấy, săn ngay trang phục hiếm. Đấy, cái này thì nói chung là cái bộ này thì nó cũng bình thường, như cô Hường ngồi ở cổng trường được bán nước đường, đêm nào cũng ngủ trên giường thôi. Đấy, nhưng mà tôi chả hiểu sao là cái sự kiện này nó lại phải nhảy ra một trang web riêng. Đấy, ảo thật đấy, nó phải nhảy ra một trang web riêng anh em ạ. Ảo tung chảo. Ở trong này chúng ta sẽ có một số phần thưởng như là AK tình yêu này hay là kim cương. Nhưng mà ngon nhất ấy đấy là cái hành động bạn là nhất. Cái hành động này cực kỳ đặc biệt luôn. Và nó đặc biệt ở chỗ nào ấy thì tôi sẽ giải thích cho anh em sau. Sau khi mà chúng ta đã nhận được cái hành động này sau 25 lượt quay, thì sau khi mà chúng ta nhận được hành động này sau 25 lượt quay ấy, thì cái vòng quay nó sẽ giảm giá đi 40% trong vòng 30 phút. Đấy, này cũng khá là hay. Thì anh em chỉ cần quay 25 lượt quay... Ủa ơi, chúng luôn quả bom keo cuồng loạn này thơm. Nhưng mà không biết là có ai từ sáng giờ chúng được 999 đi gương chưa. Đấy, thì cái hành động bạn là nhất này này thì nó lại có một cái điểm rất là đặc biệt. Nó là hành động đầu tiên trong Anna Free Fire mà nó có cả dạng nam và dạng nữ. Đấy, bình thường ấy là nhân vật, bình thường là các hành động ấy là nhân vật nam nhân vật nữ, chúng ta là làm giống như nhau. Đấy, tức là làm gọi là hành động là tương tự như nhau. Nhưng mà riêng cái hành động này này là nhân vật nam và nhân vật nữ nó sẽ múa khác nhau. Đấy, thế nó mới hay. Tí nữa chúng ta lấy hành động này mình sẽ múa cho anh em xem. Đây là hành động cực kỳ đặc biệt trong Anna Free Fire luôn, cực kỳ ngon. Đấy, nhưng mà chúng ta để xem là bao giờ ra được bộ đồ hồng này. Đấy, cửa hàng rực cháy. Đấy, cửa hàng rực cháy, xem cửa hàng này ra chưa. Vẫn chưa ra được bộ đồ anh em ạ. Mặc dù tôi đã quay mất 1000 nim gương rồi thì mới ra được cái hành động mà bom keo thôi. Và không biết ra được quả AK tình yêu thì lại thơm. Đấy, ra được quả AK tình yêu vĩnh viễn thì nó lại thơm, hoặc là 9599 nim gương thì nó lại là quá thơm luôn. Đấy, có không biết là có ông nào mở phát lại trúng luôn bộ đồ, trúng luôn 9599 nim gương không? Đấy, thì đúng là kiểu hàng free lại còn kiểu như là đến đi mua hàng người ta lại còn bắt là dúi đồ vào tay cầm về, bắt cầm thêm tiền về. Đấy. Vâng, mở ra gói nhà thơ rồi, nhưng vậy nó mất khoảng 2000 kim cương. Mất khoảng 2000 kim cương để ra được gói nhà thơ nhờ tha. Gói này thì cá nhân mình đánh giá ấy, trong bộ Space Speaker ấy thì bộ này là một trong là bộ đẹp nhất trong Space Speaker. Đấy, nói chung là nó màu hồng hồng ấy, trông nó khác biệt hẳn so với ba bộ kia. Ba bộ kia thì trông nó khá là bình thường luôn. Đấy, còn bộ này thì trông nó tương đối đẹp. Ngoài ra thì chúng ta được thêm một số đồ linh tinh nữa. Thì đang trong thời gian giảm giá thì cứ quay nó thả cửa đấy anh em ạ. Và quay cho quay nốt đi. Đấy, để mình quay xem có trúng được 999 gương không. Được một đá chế tác. Nói chung đá chế tác thì cũng chả phải cái gì thơm lắm. Thì bây giờ để đá chế tác ở trong Anna Free Fire nhan nhản. Bây giờ chúng ta chỉ thiếu bản vẽ thôi. Đấy, nào quay đi và tích cực quay tay, vận may chưa thể đến. Và tích cực quay tay mà vận may chưa đến, rất say không đủ kim cương hay như nào. Đấy, cả dán nhá. Ở đây rồi, gói nhà thơ. Đấy, gói nhà thơ lại ra thêm một lần nữa, bó tay như vậy là mình có hai gói nhà thơ. Quay 3000 kim cương thì ra được hai lần gói nhà thơ, cộng thêm một lô cái bom keo ra mấy lần liền. Cái bom keo cuồng loạn ra mấy lần liền anh em ạ. Thì nói chung là ấn xác nhận thì nó sẽ về trong tài khoản chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta lại phải ấn vào cái nút quay trở lại game. Không biết là trên iPhone có bị không, mà trên Android thì là mình cứ bấm phát thì nó sẽ nhảy ra một cái trang web riêng. Kỳ lạ thật đấy, game cũng kỳ lạ. Ok, cái sự kiện nhận quà túy sáng nay ấy, thì có một số anh em cũng có hỏi về cái, có nên lấy cái mũ 5 củ không. Đấy, thì nó có cái mũ 5M đấy. Thì cái mũ này nó giống hệt cái mũ 10 củ ngày xưa. Ngày xưa chúng ta có cái mũ trời 10 triệu ấy. Thì cái mũ này nó giống hệt cái mũ đấy, nó đổi mỗi màu, nó sơn mỗi màu khác thôi. Thì lý do bạn nhiều bạn hỏi tại sao bây giờ lại tự nhiên lại có cái mũ 5 triệu này. Đấy, thì có phải là để kỷ niệm ca sĩ này ca sĩ kia hay không, thì tôi bảo không phải ấy. Cái mũ này ấy là ngày xưa ấy là bên Anna Free Fire định tặng cái đợt mà chúng ta có 5 triệu subscribe, à quên, 5 triệu follower ở trên Facebook. Đấy, nhưng mà lúc ấy game của chúng ta nó phát triển nhanh và nó lên một phát lên 10 triệu luôn. Đấy, thế nên là cái mũ này không kịp tặng, nên bên Anna Free Fire quyết định là om lại để bây giờ tặng. Đấy, ngoài ra chúng ta có một cái dâu yêu tinh nữa. Thì cái dâu yêu tinh này thì tôi cũng chưa nhìn thấy bao giờ thật luôn. Đấy, cái này chắc là đồ mới, chúng ta cũng đổi hai huy hiệu, chúng ta chỉ đổi là hai đồ thôi. Đấy, còn ví dụ muốn đổi cái mặt nạ mặt hắc ám kia chúng ta phải có hai huy hiệu, chắc là chúng ta sẽ đợi trong một cái tài khoản khác của tôi vậy. Tại vì mỗi tài khoản chỉ lấy cái này một lần, cay thật sự. Đây, bây giờ chúng ta mới đến phần hay. Đấy, hành động. Đấy, cái hành động bạn là nhất nhá, thì cái nhân vật nữ ấy thì nó sẽ nhảy khác nhân vật nam. Đấy, tôi cho anh em xem. Đấy, nhân vật nữ nhảy rất gợi đòn. Đấy, nó sẽ nhảy theo kiểu là khiêu khích. Đấy, sau đó thì nó sẽ cho tay lên đầu múa múa. Đấy, còn nhân vật nam chúng ta sẽ giơ một ngón tay. Thật ra cái hành động này là bên Anna Free Fire lén lút làm lại. Đợt trước ấy thì khi mà nó ra mắt ở bên server Mena ấy, thì cái con nhân vật nữ ấy khi mà nó nhảy ấy nó sẽ giơ hai ngón tay, còn con nhân vật nam sẽ giơ một ngón tay thôi. Đấy, tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì bên Anna Free Fire đã sửa lại, nên con nhân vật nữ nó sẽ nhảy hoàn toàn
toàn khác với nhân vật nam. Đây là hành động mà nhân vật nam và nhân vật nữ nhảy sẽ hoàn toàn khác nhau. Thế nó mới hay. Đấy, đáng đồng tiền bát gạo chưa? Tôi á, mà bảo anh em mua cái gì nha là nó phải là đáng đồng tiền bát gạo. Nó cái gì linh tinh không cần tôi bảo anh em mua luôn. Đấy, khác hẳn chưa? Và hành động nữ trông còn đẹp hơn ảnh nhân vật nam. Đấy, nam là nó cứ giơ tay như này. Đấy, kiểu như là tôi là nhất thì bạn là nhất. Đấy, mình là nhất, đấy, bạn là nhất. Đấy, nhưng hành động nữ thì nó lại khác. Và đây là hành động duy nhất trong Anna Free Fire, nếu mà theo tôi biết là hành động duy nhất mà nhân vật nam và nhân vật nữ sẽ có sự thể hiện khác nhau. Đấy, tức là đây là hành động mà, tức là bạn mua mà hành động mà được hai. Đây là bạn mua mà hành động mà được hai hành động luôn. Rất là hay luôn. Đây các bạn thử nhân vật nữ này. Đấy, con nhân vật nữ nào nó cũng sẽ là vẫy tay 3 lần chứ nó không phải giơ ngón tay ra, và sau đó thì nó sẽ làm động tác như kiểu Tôn Ngộ Không. Đấy, nhưng mà nhân vật nam thì nó lại khác. Đấy, nhân vật nam giơ một ngón tay được nó anh em, được nó không? Ok chưa? Anh em thấy ổn chưa? Đấy, hành động này đáng tiền, bỏ tiền ra cảm thấy không phí. Đấy, bỏ tiền ra nó không bị cảm thấy phí phạm anh em ạ. Và phê như con dê luôn. Ok, và trong game thì trông cái dâu yêu tinh cũng như là cái mũ 5 triệu thì trông nó cũng khá là a đuổi. Đấy, thật sự trông nó khá a đuổi. Còn cái bộ Binzi, cái bộ màu hồng này thì cá nhân tôi đánh giá là cũng ok. Đấy, bộ này thì đẹp. Đấy, nhưng mà công nhận trông quả mũ này đúng kiểu mũ từ 1 tỷ năm trước luôn. Kiểu mũ từ những phiên bản OB7, OB8 anh em ạ. Và nói chung là kiểu tôi cũng chả biết cái mũ này. Chắc là mũ này mà anh em nào mà thích phong cách 5 năm cũ thì anh em mua thôi. Chắc là tôi không biết là mua lấy cái mũ này về làm gì. Biết thể lấy cái mặt nạ ác ám. Đấy, nhưng mà thôi. Tại vì nhiều anh em cũng có kêu là test đi, test luôn mà ngay đi thì mình mới test chứ. Này thì nhảy ra trước mũi cậu này. Nhiều anh em bảo test đi, còn cái dâu này trông khá là ok la. Đấy, cái dâu này trông cũng được của nó anh em ạ. Vâng, trông cũng được. À, thằng này con boss rồi. Vâng, ui con boss ơ kìa. Thằng kia mày giết con boss của cậu. Cậu đang định đi chăn boss ạ. À? Đùa thằng cờ hó nha. Cậu đang đi chăn boss thì mày lại giết boss của cậu là như nào? Đấy, thằng đồng đội chán thật đấy. Mình đang đi chăn bot thì nó lại giết vào con bot của team mình. Ơ thế kìa, thế lại giết hết rồi à? Ui dồi ôi, thế còn test tủng cái gì nữa? Đùa. Và người ta đang đi chăn bot thì nó lại thịt luôn con bot. Thế nên buồn không? Và tôi đã có thú vui là đi vào trong tử chiến đi chăn bot anh em ạ. Đấy, thì cái hành động bạn là nhất đấy nhá, thì anh em rất là rẻ thôi. 190 mà nhân với 2 là 380, cộng thêm 5 lần quay 19 kim cương nữa là cứ cho là 500 kim cương đi. Các bạn được hai cái hành động khác nhau. Đấy, nam và nữ hoàn toàn khác biệt với nhau. Đó, thế nó mới hay. Thì hy vọng là sau này bên Anna Free Fire, thì tôi nghĩ là sau này một số hành động bên Anna Free Fire cũng sẽ làm như vậy. Tức là để cho nhân vật nam và nhân vật nữ sẽ có sự biểu hiện hoàn toàn khác nhau, để kiểu như là chúng ta đáng để chơi nhân vật nữ hơn. Tại vì hiện tại anh em chơi nhân vật nam là khá nhiều. Đấy, đa số là bây giờ trong game chúng ta là toàn chơi nhân vật nam hết, ít chơi nhân vật nữ lắm. Nhưng mà nếu mà bên Anna Free Fire bây giờ họ tách biệt cái giới tính ra, tức là để cho nhân vật nam và nhân vật nữ ấy có những cái đặc quyền đặc lợi nó khác nhau, ví dụ như là có những cái đồ nữ mà nó có hiệu ứng các thứ nó xịn xò hơn, thì có thể là chúng ta sẽ chơi đồ nữ. Đấy, chúng ta sẽ chơi nhân vật nữ, tại vì lâu lắm chúng ta hình như cũng không có nhân vật nữ nào mới thì phải. Đấy, mấy nhân vật gần đây toàn là nam nhá. Tôi đếm nhớ là từ Dimitri này đến Tiva này, nhân vật Nairi này, nhân vật Othor này. Đấy, một loạt các nhân vật Leon này, một loạt nhân vật gần đây đều là nhân vật nam hết. Đấy, thế nó mới ảo. Đấy, lâu lắm mà chúng ta không có nhân vật nữ nào luôn. Thì không hiểu là bên Anna Free Fire có định ra nhân vật nữ nữa hay không. Đấy, hay là bây giờ chỉ ra nhân vật nam luôn. Mà ví dụ như những cái nhân vật mà làm từ người nổi tiếng ấy cũng không thấy có nhân vật nữ nào. Anh em thấy kỳ lạ không? Đấy, ví dụ nha, CR7 là từ Cristiano Ronaldo nhá. DJ Alok nhá, DJ KSMR làm nhân vật K nhá. Rồi nhân vật gì đó nhỉ? Tiva Dimitri nhá, Sơn Tùng NTP nhá. Đấy, không có một nhân vật nữ nào luôn. Đấy, mà ví dụ như cả bộ Space Speaker vừa rồi toàn đồ nam luôn, không có tí nữ nào luôn. Đấy, thì chắc chắn là bên Anna Free Fire nên xem lại vấn đề này. Rang bị hơi gọi là hơi bị thiếu nữ. Đấy, bắn cậu này, nó hạ gục tôi anh em ạ, nhưng mà nó cũng chết luôn. Đấy, VNS X chứ không phải là đùa đâu. Mình cầm VNS chứ không phải là đùa đâu. Bạn chạy được chắc gì bạn đã được chạy. Bạn chạy được nhưng chắc gì số phận bạn đã được chạy. Sợ. Đấy, quả hành động tôi trông hảo hành động khó chịu thật sự. Đúng kiểu gợi đòn. Đúng kiểu hành động gợi đòn luôn. Hành động ấy nhìn muốn đấm mãi trưởng ạ. Thề thật sự trông hành động ấy muốn đấm mãi trưởng. Đấy, thì anh em nào mà thích thì có thể đổi qua nhân vật nữ để test cái hành động này nhá. Và hành động này nói chung là nó cũng rẻ.
Đấy. Còn cái cửa hàng rực lửa ấy thì anh em chỉ cần chơi ra đến bộ binzi là được rồi. Còn cái xác suất 999 kim cương hay các thứ thì nó rất thấp. Còn nói chung là về cái sự kiện mà sáng nay nạp một đổi 8 ấy, nạp một nhận 8 ấy thì anh em cũng mình nghĩ là anh em lấy cái đồ, lấy cái mũ cối mà sáng nay mình lấy ấy, là cái đấy ok nhất rồi. Mình thấy cái mũ cối ok nhất luôn đấy. Đấy, còn mấy cái đồ khác thì mình thấy nó cũng bình thường. Ví dụ cái dâu thì mình thấy cũng bình thường này. Rồi cái, nói chung là mình thấy cái mũ cối đẹp hơn. Mũ cối chắc là cái mà trông nó đặc trưng Việt Nam nhất so với cả mấy cái đồ khác. Đấy, còn mấy cái đồ này nói thật với anh em mà trông nó khá là a đuổi. Đấy, xa. Hành động đá chân. Quả hành động tôi là nhất này được. Và hành động này nó là hành động nhưng mà nếu mà anh em biết ấy, thì hành động này đúng ra nó phát free bên server Trung Đông cơ. Đấy, nhưng mà về Việt Nam tất nhiên nó sẽ không free. Dạo này bên Nga ra nhiều hành động phết, tôi vẫn đang chờ hành động quỷ kiếm dạ hương, đấy, hành động kết liễu tử thần mà hôm qua tôi vừa test cho anh em. Đấy, anh em dạo này thì là kênh Riaki Gaming nó sắp đến giai đoạn sập rồi, đấy, thế nên là nó cũng mất hết đề xuất, thế nên là anh em nếu mà muốn xem những cái phần mà review test đồ gì thì anh em có thể vào thẳng cái video ở trong kênh nhé để mình xem. Chứ còn ví dụ như là anh em gọi là đợi mà YouTube có đề xuất ý, thì nói thật là cũng không thấy video được đề xuất đâu. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, thấy video mình lành mạnh bổ ích, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để đẹp trai và được xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau. Bye bye.